Happy New Year. Rồi anh đứng cho nó kêu. Happy birthday to to you. you. Happy Happy birthday birthday to you. to Happy you. birthday Happy to birthday dear Anne. to Happy dear birthday Anne. to you. Rồi, khỏi khỏi khỏi. Chích xình. Ok, good. Rồi kia chưa? Ngồi đây quay nữa chứ. Quay gì nữa nhờ? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Rồi, say something. Nico and Dean and Daniel, see we have a happy birthday for Anne. January 2nd. Okay. Yeah, and have a good happy birthday. Okay. Yeah, today mom and Ann make the cake. And we have 6 candles for 6 people. For Ann. Mom, Dad. For Daniel, for Dad, Nico, for Dean. Dean, for mom and for Dad. Okay. Yeah, đợi nó rắc thịt nữa nha con. Anh zoom đi cho thấy mấy cái hình anh. Okay, I think I could zoom them out. Các con chờ mình chút ạ. Rồi. Anh chúm ạ. Dạ, chúm cái mùa rồi thì. Đây là đang rất là thả anh. Làm gì? Anh tắt đi để cho mẹ bỏ cái này vô. Let's start recording. Rất cạch rồi phải không? Rồi anh xoay qua chỗ. Hả? Mình in there too, but không, không cần, trên đó, chỗ đây, góc đây.
chùm bự mấy cái bức tranh ra ở trên chỗ em dò thôi. Chỗ em dò thôi chứ đừng có làm ở. Yeah, that's much. Hả? Yeah. Ok, cho dì Hương dò. Rồi, qua đây. Qua đây cho dì Hương nhìn. Dạ, yeah, rồi đây. Đứng đây nè. Đứng đây là thấy cái chapel này. Cái chapel với cái let it snow. Thấp xuống để cho nó thấy cái hình. Dạ. Uh-huh. Rồi cái con chó với cái con chó với cái để mày xem tối quá ha. Thấy không? Thấy hay mày là mình đem nó ra đây. Mày đem nó ra đây ha. Ok. Yeah. Cái này mình chưa mới áo in mà mình dạ như vậy được hả con? Đó, như cầm như vậy nha, cái đó nó xong rồi mày để cái này vô. Xoay nó qua đây chút cho nó thấy cái cây Noel chút. Dạ. Dạ, đỡ nó to lông chút. Kia nó lâu quá hả? Để cho mẹ khoan chứ. Anh ngừng lại cho mẹ mở cái này vô. Hả? Khoa nói mâm bên anh make the cake cái này là món tay number one. Anh tốt chứ anh. Anh ngừng lại cho mẹ mở cái này vô. Mẹ cắt giùm anh ha. Ok. Con lấy cái này đi đã. Anh lấy cho mẹ. Ok, mình nghĩ uh-huh. Bỏ vui vậy đó, dạ. Dean, Daniel, and Nico, Mom, Dad. Số anh... cái. Dạ ra đây. Ồ, oh, mình phải lấy cái này ra hết mới được ăn ạ. À. I know because I can't. Chắc trước có chút nữa ăn lấy ra ha. This is a ton of sugar in there. Không cái ăn cái chocolate tao nhân anh Long. It's a bad ingredient. Nó bad ingredient. Nó bad ingredient. Bé anh chưa cái ăn liền đâu. But you, we chút don't nữa em lấy cái chocolate ra cho anh. You don't eat this first because I might end up eating my other stuff first uh-huh. Before eating this. Dạ, yeah, có thấy. Rồi, mày đỡ đây nha. Just leave it there. Mày để cái đây. But we're not eating the icing. Dạ. Đâu xem. Ok. Nói chuyện tôi là wow, get the so delicious. Đỡ cái này ra. Đỡ cái này ra đâu mà. Để đây đi.
Happy birthday, Anne. Anne, what kind of cake? Almond cake. It's good for keto, right? It's good for keto, local. Yeah. Oh, chocolate. I have talk about chocolate. Tại vì chocolate là too much sugar. So, happy birthday. So Anne get more pretty. Okay, fun, more pretty and more pretty. Yeah. Yeah.